Tiếp theo thì hôm nay em Lê Hương ô tô Hải Dương lại về thêm được một mẫu xe Vios bản E xịn đời 2018 form dáng mới nhất, Vios CVT số tự động đẹp đẽ, form dáng đời 2018, mang biển 19 với lớp sơn màu đen rất là hoành tráng luôn. Các bác nhìn này, một cái màu đen nhìn rất là trường, rất là đẹp luôn, rất là bóng nhá. Đời 2018 thì em cam kết là bao test toàn quốc cho mình, không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý thì em cũng đảm bảo cho mình đầy đủ nhá. Còn bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng cùng em Lê Hương đi sâu hơn nữa và chi tiết hơn nữa về mẫu xe Vios bên em ạ. Đời 2018 và động cơ trang bị là 1.5 số tự động bản E xịn. Những bác nào mà đang xem được video này của em Lê Hương thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn này. Đối với bản E xịn này thì là xi nhan của chiếc xe đã được tích hợp ở trên gương. Form dáng lốp cũng là form dáng mới cho em nhé, lốp thì còn rất là đẹp luôn. La răng, đa chấu này, phanh ABS. Đời 2018 thì nói không với mục mọt. Nói không với mục mọt này, không đâm xô và không ngập nước, các bạn thấy này. Mặc dù là xe hơi có bụi bẩn một chút nhưng mà không thể làm đi được, giảm được cái vẻ đẹp của em nó đúng không ạ. Hơi bị bụi đất một chút thôi vì xe vừa mới về. Xe vừa mới về nhá. Gương kính liền đời theo xe này, kể cả cái phần gương này cũng còn được bác chủ cũ ốp thêm một cái gương lồi như thế này để cho mình nhìn được tất cả những góc khuất của xe này. Đoạn này thì bác chủ cũ cũng dán cho em là cái để chống nóng, một là chống nóng này, hai là để cho đỡ bị choáng nhá, để cho trong xe nó bị dâm, đỡ bị lắng này. Từng con ốc nhỏ nhất thì em Lê Hương cũng quay cho khách hàng nhà mình thùng tham khảo này. Táp ly thì đẹp căng, táp ly là bằng nhựa cứng nhưng mà thiết kế là giả da với những cái đường dập như này, rất giống với đường bay của chỉ, nhưng đây là bằng nhựa cứng cho em này. Đời 2018 đẹp từng cm luôn, keo chỉ zin toàn xe luôn. Đây các bác nhìn này, gương kính thì cụp chỉnh auto cho em, bệ chống mỏi tay nhé. Tất cả phần táp ly này nhìn thì giống da thôi nhưng đều là nhựa cứng cho em. Có hộp để đồ cá nhân này, 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa nhá. Em sẽ đi luôn vào khoang động cơ máy móc của xe để khách hàng cùng chiêm ngưỡng cho em. Toyota Vios đời 2018 đây, số tự động đẹp, có túi khí an toàn ở vô lăng, có túi khí thăng bị ở trên ghế phụ nhá. Mà giá em đang chào bán tới khách hàng nhà mình là 438 triệu, form dáng mới nhá. Điều hòa này, hai vùng lóng lạnh cực kỳ ấm áp cho em. Mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát sâu. Thanh gió chuyển hướng điều hòa này, đầu cũng sẽ khác, thay đổi hơn so với những cái dòng xe Vios đời cũ này. Có phím bấm này, tăng gọi này, tăng giảm âm lượng này, nghe gọi dành tay đầy đủ cho em. Đây ạ, điều hòa này, lấy gió này, trong ngoài, sấy sưởi kính đầy đủ cho em nhé. Đây, có cả tàu thuốc đây, còn nguyên dây đây. Những cái phím bấm này, cũng có điều khiển phím bấm này, vẫn còn nguyên, em vẫn để nguyên này. Số tự động đây ạ, đời 2018, nói chung là về dòng Toyota Vios này. Các bác nào đã từng đi thì sẽ biết rằng em nó đẹp như thế nào, chất lượng ra làm sao và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Cam hành trình có nhé, gương hành trình đây các bác nhìn cho em này. Đèn trần này, đẹp từng cm luôn. Ghế da zin theo xe. Đây em sẽ mở luôn cái phần khoang đi để mở cốp này, vừa có khóa điện vừa có thể mở đây luôn nhá. Đây, ghế này, bút chấm sơn QC này, sticker của nhà sản xuất đây các bác nhìn cho em này. Từng con ốc nhỏ, từng con ốc này còn nguyên đẹp cho em. Thảm đây, kể cả là thảm bước lên xuống các bác nhìn này, thảm rất là sạch sẽ luôn. Cũng có đầu hộc để đồ cá nhân này. Trần là trần nỉ zin, cứng cáp không? Vios mà thương hiệu rồi ạ. Vios là thương hiệu đình đám rồi, được rất lòng nhiều người hâm mộ cũng như là các bác yêu thích dòng xe Vios của em nhé. Mặt đời 2018 số tự động nó phải gọi là siêu hit hot, phải gọi là siêu phẩm ạ. Keo chỉ zin này, em đi chậm máy quay để khách hàng mình cùng xem. Đó, không mất một phân nào. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn nguyên. Táp ly đây, với những đường dập giả may như thế này, nhìn cực kỳ tinh tế, sắc nét này, cảm giác rất là sang trọng luôn. Động cơ 1.5, ghế da zin Vios đẹp. 4 bánh đều phanh ABS chống bó cứng cho em, na răng thể thao đẹp. Đây em đứng ra góc này để các bác nhìn được toàn thể của em nó này. Hình dáng của em nó đây. Cụm đèn hậu phía sau thiết kế cực kỳ to bản nhá, và rất là sắc nét luôn. Đây, đèn gầm đầy đủ cho em nhé. Cam hành trình có rồi, cam lùi cũng có luôn. Cốp bên trong thì là bảng sedan nên là cốp rất là rộng rãi này. Hơn nữa là cực kỳ sạch sẽ cho em. Không những mà sạch sẽ mà còn rộng rãi nhá.
lốp sơ cua. Ôi dồi ôi, lốp sơ cua đẹp lắm luôn, gần như là chưa hạ. Em nhìn hình như là chưa hạ lốp sơ cua hay sao, còn đẹp lắm. Lốp sơ cua các bác nhìn cho em này, thảm bẹ sạch sẽ rồi. Quay chi tiết cho các bác xem cả máng nước hai bên phía cốp xe này. Đó, thảm giống chống nóng này, giảm nhiệt này, giảm tiếng ồn còn nguyên. Keo chỉ zin này, đi từ đây hết phần nắp cốp xe cho em. Đó, xuống hai bên đây còn nguyên zin cho em này. Các cái lốt cắt của sản xuất này cũng còn nguyên nhá. 438 triệu là giá em Hương đang chào bán tới khách hàng nhà mình. Chiếc xe Toyota Vios bản E-Sit số tự động, đời 2018 và động cơ trang bị là 1.5. Đèn hậu phía sau cực kỳ sắc nét to bản này, cả khớp lối này cũng cực kỳ sắc nét cho em. Đi sang bên đây thì em cũng quay luôn cho khách hàng nhà mình lại bánh sau này. Phanh ABS đầy đủ cho em, chống bó cứng cực kỳ an toàn. Gầm bệ nói không với mục mọt, nói không với đâm xô ngập nước này. Chỉ số gương kính này, số 8 sẽ tương ứng với đời của xe là đời 2018 ạ. Ghế da đây nhá, các bác nhìn này, ghế da cực kỳ căng mọng cho em, ngồi rất là sướng luôn. Đấy, ghế cực kỳ chắc chắn này, móc khóa này, sáng choang, đẹp căng luôn. Gioăng cửa ôm sát phần cánh cửa cho em, không hề một phần nào bị mục mọt. Cửa mở ra thì nhẹ nhàng, không hề phát ra những tiếng kêu cọt kẹt cót két gì đâu ạ. Xe mới mà đẹp lắm luôn. Móc khóa trẻ trò thông minh đây ạ. Toyota Vios, thương hiệu đình đám. Khi mà em đăng bất kể một cái gì liên quan đến Vios lên, khách hàng rất là quan tâm và ủng hộ luôn. Vì sao? Vì Toyota thứ nhất là bền, thứ hai là giữ giá, thứ ba là chất lượng. Quan trọng nhất vẫn là chất lượng của xe. Các bác đã từng đi Vios rồi, các bác không muốn đổi sang một dòng xe nào khác. Vì sao? Vì thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu, thứ hai là mẫu mã đẹp, sang trọng, thứ ba là cực kỳ là an toàn cho người lái. Có phanh ABS, có túi khí an toàn. Đó, 4 quả loa to bản trong bên cánh cửa này. Keo chỉ zin đẹp căng luôn. Keo chỉ zin đẹp căng luôn, các bác nhìn cho em này. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn đầy đủ nhá. Kệ bước chân lên xuống, à quên, em chưa quay cái ốc bên đây. Đây, từng chiếc nhất, ốc nhỏ nhất em cũng quay này. Đừng quên rằng hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Nếu như thật sự yêu thích chiếc xe Toyota Vios bản E-Sit số tự động đời 2018 này bên em Lê Hương nhé. Còn bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ trái tim của chiếc xe để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng. Nếu như thích phát là alo cho em ngay. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong rằng sau video này của em Lê Hương khi đăng lên thì sẽ nhận được nhiều cuộc gọi, nhiều inbox qua Zalo từ khách hàng thân yêu của em ạ. Địa chỉ bày bán 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Hãy đến chạy và cảm nhận xem rằng có đúng như em Lê Hương nói không nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Toyota Vios bản E đời 2018 ạ. CVT đây ạ. Máy của em nó là máy trắng nhá, động cơ là máy trắng nên cực kỳ khỏe này, cũng như là tiết kiệm nhiên liệu cho em. Máy trắng to nhá. Đây các bác nhìn này, máy trắng nó sẽ to, tiết kiệm hơn là máy đen nhá các bác nhá. Từng cái nút xanh xanh đỏ đỏ này các bác có biết là gì không ạ? Bút chấm sơn QC của nhà sản xuất này. Đây các bác nhìn cho em. Phanh ABS dẫn lên 4 bánh này. Ụ giảm chấn, giảm sóc còn nguyên vẹn cho em. Quá là xuất sắc này. Nếu như trước kia em đăng một chiếc xe Camry với hơn 400 mà đời 2010 lên, các bác đã rất là quan tâm rồi, thì em đảm bảo khi em lên sóng chiếc Vios này, bản E-Sit này, số tự động này, thì em nghĩ rằng sẽ lổ máy thôi, cháy máy vì cuộc gọi của các bác thôi nè. Các bác nhìn xem này, thảm chống nóng, giảm nhiệt, giảm tiếng ồn còn nguyên. Keo chỉ zin nắp cabo, lốt cắt của nhà sản xuất nhé, không thiếu một phần nào. Đẳng cấp nó vẫn là mãi mãi rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương Ô tô Hải Dương đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Toyota Vios đời 2018 số tự động. Giá chào bán là 438 triệu. Đừng quên số hotline của em khi các bác thật sự ưng ý em nó nhé, 0354602790. Còn bây giờ thì em xin chào, hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những video tiếp theo ạ.